Cới, không được. Để có được pha dứt điểm. Dứt điểm từ Đồng Dương. Rất nguy hiểm, như vậy là đã có bàn thắng dành cho cầu thủ Quảng Nam. Cùng xem lại tình huống bóng này. Một tình huống bóng tưởng chừng như không có gì nguy hiểm. Cú dứt điểm của Quốc Hiệu của Chí Tiến. Văn Khoa. Cơ hội dứt điểm. 2-0 thủ Quảng Nam. Và người đã nâng trên dành cho Văn Khoa trước khi Pivo bên phía Quảng Nam thực hiện tình huống che chắn cài đè và sau đó nhả bóng ngược trở lại. Rất hay, không vào, vẫn chưa thể có bàn thắng. Lần thứ ba bóng dội cột dọc bên phía phải nói là xé tan hoặc phòng ngự đối phương của Huỳnh Huy Quen. Cơ hội dành cho các cầu thủ Quảng Nam. 3-0. Có tình huống bỏ lỡ của Chu Quốc Cường giống như để gia tăng cách biệt cho Quảng Nam rất dễ dàng. 3-0. Power play luôn là con dao hai lưỡi với.